Có cười mà thế nào quên cười. Đó về các bạn chúng ta. Mời chúng ta đi đấy. Mời chúng ta đi đấy. Mời chúng ta đi đấy. Chúng tôi tới đi nhậu đâu. Xin mời ông Nguyễn Phương Duy, đơn vị Hà Lam về ban tổ chức các vị trần. Chờ đó tiếp tục. Vâng. Gì không nổi đâu, đuối đâu. Không phải thấy được không? Tấm lòng điểm rõ cho nhóm này đó. Trần Phú Thắng thứ hai, trọng tài đài Phương Tâu, thứ nhì, vấn đề một Phước Vũ, vấn đề hai Mai Phương, vấn đề ba Cẩm Dương, vấn đề bốn Thị Quý, Thị Duy Sương, nhất là danh Võ Duy Viết, Lương Hiền Hoàng Minh, hai vận động viên thi đấu ở hạng cân 45kg nam. Độc đem quà chứ yếu dữ gì đó. Độc mày không cỡ con làm cũng được rồi, cả này nhậu quá. Mai ký mà thằng xanh nó nhậu quá này thì cần đi nhà chứ. Cần chọn mà. Cần chọn nha rồi. Điều bé chọn là cần ký nha. Chịu đấu rồi. Bự á. Với tỷ số 5-0, vận động viên rất đầy đỏ thắng ở hiệp 2. Như vậy, 12 võ sĩ và giữa. Như vậy, võ sĩ rất đầy đỏ thắng chung cuộc. Điều kiện